Còn nếu bạn làm tốt hơn nữa là những bạn môi giới, đó là follow đến khi nào khách hàng thì thôi. Về chăm sóc khách hàng thì sẽ dành cho những bạn mà làm một sàn bất động sản hoặc văn phòng môi giới đấy, hoặc là mình làm môi giới thì nên chú trọng đến một chăm sóc khách hàng. Cái này tôi hay có chia sẻ với nhiều anh em là mà theo mình là môi giới rất khác đi, dẫn nhà đầu tư đi xem đất xem nhà xong mà tương tác với nhà đầu tư là đúng một hai lần thấy nhà đầu tư có vẻ không quan tâm hoặc là chưa hứng thú thì sau đó môi giới thôi luôn, không chăm sóc nữa. Theo mình tình trạng này có phổ biến không thưa thầy? Bao nhiêu bạn nhà đầu tư đã được môi giới chăm sóc thì biết rồi chưa thầy? Thì chắc là môi giới đang nghĩ là bạn không có tiền hoặc không có nhu cầu đúng không? Nhưng thực ra trong nhiều trường hợp không phải bạn không có tiền hoặc bạn không có nhu cầu, bạn có tiền và có thể có cả nhu cầu luôn, nhưng vì bạn chưa nhận được đủ thông tin nên bạn không thể ra quyết định được. Bao nhiêu bạn hiểu điều này chưa thầy? Như vậy nhiều người môi giới thì họ sai lầm ở cái điểm đó là họ cứ nghĩ là bạn không có tiền hoặc là không có nhu cầu. Đáng lẽ vai trò người môi giới là phải cung cấp cho nhà đầu tư nhiều thông tin hơn. Đây là tôi thường hướng dẫn nhiều bạn môi giới là mình phải tương tác với khách hàng khoảng 10 lần trở lên. Đấy, tương tác các quyền. Ví dụ hôm nay đi xem nữa xong về 3 ngày sau có thể là nhắn cho khách hàng một thông tin anh ơi cái kèo hôm trước là một kèo và em cập nhật cho anh là ví dụ đường ABC nó đang làm. Đấy, 5 ngày sau có thể gọi nhắn tin em cập nhật tiếp cho anh tình hình nhé, dạo này đang phòng cùng chúng tôi làm anh ạ. Đâu vì sao bạn nào ạ? 5 ngày tiếp theo nữa em có thể nhắn cho cái thông tin là anh ơi có một cái kèo này sẽ hơn cái kèo trước 20%. 5 ngày nữa họ có thể gửi cho tin anh ơi, từ ngày có cái chủ đầu tư EZ này họ đang làm rất là nhanh, họ đang thi công cái hạng mục bể bơi ở cái mục tiêu, họ đang làm cái siêu thị rồi, em cập nhật thông tin cho anh nhé. 5 ngày sau họ gửi được thông tin, thì nhìn chung là những người môi giới từ 5-7 ngày sẽ tương tác được thông tin. Đến khi nào khách hàng thì họ bảo thôi anh xin mày, mày sai cho anh, đấy, thì ok thì khác. Thì nhìn chung ấy là câu chuyện ở đây là rất nhiều môi giới chỉ tương tác một hoặc hai lần hoặc ba lần họ nghỉ luôn rồi. Tôi mình hai phòng người bên cạnh là tương tác 12 lần. Còn nếu bạn làm tốt hơn nữa là những bạn môi giới làm tốt hơn nữa đó là follow đến khi nào khách hàng thì thôi. Tôi sẽ theo bạn đến khi nào bạn email của bạn vẫn còn đấy, số điện thoại vẫn còn đấy. Một số bạn thì họ biết mình thế bảo em biết thầy giáo 7 năm. Thì với nhiều bạn là bạn yên tâm, tôi sẽ quảng cáo đến khi nào bạn thôi thôi. Mấy nhóm bạn đồng ý là cách hàng người ta này thì thế bạn trung tâm rồi người ta mới quyết định được giữa đây.